Tất cả các bạn cùng đến với kinh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 9 từ câu 7 tới câu 9 của ngày thứ 5 thuộc tuần 25 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy quận vương Herode nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra, kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói, ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa, ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, Herode, một quận vương được nói đến trong Tin Mừng nhất là Marco, Matthew và Luca. Theo Tin Mừng Matthew và Tin Mừng Marco, thì khi tiểu vương Herode nghe danh tiếng cũng như những lời đồn về Chúa Giêsu thì liền khẳng định đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Tin Mừng Thánh Matthew chương 14 câu 1, Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 16. Còn theo Tin Mừng Thánh Luca thì trước lời đồn đãi rằng Đức Giêsu là Elia, là Gioan Tẩy Giả hay là một trong các ngôn sứ, vua Herode đã xác nhận rằng ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Tin Mừng Thánh Luca chương 9 câu 9. Nghĩa là vua muốn xác nhận rằng đây không thể là Gioan được. Dựa theo vài chi tiết trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nói Herode là một con người dám làm điều nghịch lại với lương tâm mình vì say mê quyền hành và danh vọng. Ông đã giết chết Gioan Tẩy Giả, ông đã hành động nghịch lại với lương tâm, và tệ hại nhất là việc ông không muốn đối diện với tiếng nói của lương tâm và muốn che đậy những gì mà ông đã thực hiện. Sau khi đã hành động nghịch lại với lương tâm, ông muốn trấn an lương tâm và thuyết phục mình rằng không có gì là sai quấy cả trong việc mà ông đã làm. Ông cũng thừa biết rằng Chúa Giêsu rất được nhiều người bình dân nói đến và được những người nghèo khó thương mến. Sự mến phục của dân chúng nơi Chúa Giêsu mỗi ngày một lan rộng, nhưng không có nghĩa là đặt trên bình diện chính trị, vì những người nghèo khó lúc bấy giờ không có quyền hành và cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến địa vị của Herode. Nhưng điều đáng kể ở đây là vì người ta vẫn thường nhớ tới Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, trong tâm trạng của dân chúng thời bấy giờ là họ đang mong mỏi chờ một tiên tri Elia trở lại, thì càng làm cho con người của Chúa Giêsu có một sự bí ẩn mà Herode tò mò muốn biết. Nhưng nếu chỉ là một sự tò mò đơn thuần thì ước muốn của ông không sâu xa. Chính vì vậy mà sự im lặng của Chúa Giêsu vì thế cho thấy Herode là kẻ đồi bại và vô đạo đức. Chắc chắn rằng mỗi người chúng ta cũng cảm thấy mong muốn được gặp Chúa, nhưng chúng ta không thể gặp Ngài bằng xương bằng thịt theo như kiểu Herode mong muốn. Nhưng trong niềm xác tín sâu xa, chúng ta chỉ trông cậy vào sự hiện diện của Chúa Giêsu theo một cách thực khác. Chẳng hạn như trong phép bí tích thánh thể, hoặc chúng ta có thể gặp gỡ Ngài nơi những anh chị em tha nhân của chúng ta, nơi những kẻ đau khổ, những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Thực vậy, Chúa Giêsu luôn hiện diện bên mỗi người chúng ta, mà lắm lúc chúng ta không biết vì những tội lỗi và khuyết điểm của chúng ta. Thực sự, chúng ta không biết rõ vì lý do gì mà Herode tò mò muốn gặp Chúa Giêsu. Có lẽ là vì sự dày vò của tiếng nói lương tâm thúc đẩy ông, hoặc vì trong nội tâm ông còn có chút khao khát muốn thoát ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, và cũng có lẽ là vì sự khao khát muốn gặp Chúa Giêsu của ông còn quá yếu ớt bởi những điều trần tục và những sự đam mê của kiếp người nơi ông chưa dứt khoát được. Nơi đây chúng ta cũng có thể đặt thêm một nghi vấn là tại sao Chúa Giêsu không muốn gặp Herode. Tôi nghĩ rằng chỉ nguyên việc Herode giết Gioan Tẩy Giả cũng đủ đã giải thích lý do tại sao rồi. Bởi nơi con người của Chúa Giêsu, Ngài chỉ muốn gặp những kẻ có tấm lòng chân thành, những kẻ sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp và thi hành lời của Ngài, tức là những kẻ thực sự khao khát tìm kiếm chân lý và sự sống vĩnh cửu.
Có thể nói, căn bệnh của Herode tiếp tục là căn bệnh của nhiều người trong chúng ta. Nhiều lúc chúng ta hành động nghịch lại với lương tâm mà vẫn thản nhiên như không hề có hề hấn gì. Điều tệ hại hơn nữa là sau khi đã hành động nghịch lại với lương tâm, chúng ta lại tìm cách che đậy lương tâm bằng mọi cách, tựa như miếng băng cứu thương lắp vào để che lấp vết thương. Thật là khủng khiếp biết chừng nào khi chúng ta phạm tội rồi chối bỏ, không nhận tội. Tội nặng nề nhất của thời đại con người chúng ta hôm nay là việc chối bỏ điều tội trong chính mỗi người chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy luôn biết trở về lại với lương tâm, trở về lại với bản tính tự nhiên của mình để tiếp nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta không rơi vào cùng một lỗi lầm như vậy và cũng đừng bóp chết chút khao khát còn sót lại trong tâm hồn sau giây phút lầm lỗi để khiêm tốn ăn năn thống hối trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con được luôn biết lắng nghe tiếng nói lương tâm và thực hành điều lương tâm chỉ dạy. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy an vui.